Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Tốt Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Neymar bối rối trước mức thu nhập trên trời mà PSG đưa ra. Theo báo chí Pháp, PSG đang chuẩn bị ký hợp đồng mới, kèm theo mức lương khiến Neymar không thể chối từ. Đội đương kim vô địch Ligue 1 quyết trói chân Neymar trước sự trèo kéo đến từ Barcelona và Real. Lúc này, Barcelona đang làm mọi cách để đưa Neymar trở lại sân Nou Camp trong bối cảnh những bản hợp đồng mà họ mua về nhằm thay anh như Coutinho, Dembele hay Griezmann đều chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong khi đó, Real cần một biểu tượng mới sau khi Cristiano Ronaldo chuyển tới Juventus, còn Karim Benzema đã quá già. Tuy vậy, PSG với tiềm lực tài chính hùng mạnh đã nghi ra phương án để khiến hai câu lạc bộ kia bỏ cuộc. Cụ thể, báo chí Pháp đưa tin phía PSG muốn Neymar ký mới tới năm 2025 kèm theo mức lương là 38 triệu euro một năm. Điều này đồng nghĩa với việc Neymar sẽ hưởng thu nhập lên tới 736.190 euro một tuần. Nếu đồng ý, Neymar sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 3 thế giới sau CR7 và M10. Cách đây chưa lâu, tiền vệ Javier Mascherano, cầu thủ đang thi đấu cho Estudiantes của Argentina và từng khoác áo Barcelona từ năm 2010 đến 2018 thừa nhận, anh rất muốn nhìn thấy Neymar quay lại với câu lạc bộ cũ. Vào một ngày, tôi đã xem lại trận chung kết Champions League ở Berlin gặp Juventus và những gì Neymar, Suarez và Messi tạo ra thật ấn tượng. Mỗi người trong số họ có một vị trí trong đội. Họ gây áp lực sau khi mất bóng và nhanh chóng kiểm soát trận đấu. Họ mang thêm lợi thế chết người vào lối chơi của chúng tôi. Chỉ duy nhất, Neymar mới có thể trở lại Barca sát cánh cùng với Messi và Suarez một lần nữa. Đó sẽ là điều rất tốt cho đội bóng. Họ là ba cầu thủ rất giỏi và đó cũng là điều tuyệt vời cho tất cả chúng ta khi theo dõi trên truyền hình. Ter Stegen lại đá rắn với Barca. Dù công khai tuyên bố muốn tiếp tục gắn bó với Barca, nhưng Marc-André Ter Stegen lại đang khiến đội chủ sân Camp Nou lo sốt vó khi anh có vẻ như chưa muốn nhanh chóng ký hợp đồng mới, trong khi đó hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào năm 2020. Cũng giống như lần ký hợp đồng trước, vào năm 2017, Barca muốn thủ môn người Đức ký hợp đồng mới ở thời điểm hợp đồng cũ còn 2 năm. Tuy nhiên lần này mọi chuyện khó khăn hơn hẳn, lý do là Ter Stegen muốn sau khi ký hợp đồng mới, anh phải trở thành thủ môn được trả lương cao nhất trên thế giới. Hiện tại người đang giữ vị trí này là David De Gea, thủ môn người Tây Ban Nha được cho là đang nhận 21 triệu euro mỗi mùa ở Man United. Vấn đề ở đây là yêu cầu của Ter Stegen được đưa ra từ trước khi Covid-19 bùng phát và khiến mọi thứ đảo lộn. Khi đó yêu cầu của anh có thể hơi quá đáng, nhưng không tới mức không thể đáp ứng. Bây giờ thì đã khác, đại dịch khiến nguồn thu của Barca sụt giảm nghiêm trọng và việc trả cho Ter Stegen mức lương điên rồ ấy là bất khả thi. Nhưng thủ thành người Đức, thông qua người đại diện Gerd von Brugge, tỏ ra rất rắn trên bàn đàm phán. Hành động của Ter Stegen đẩy Barca vào thế khó, họ không thể trả lương cho anh, nhưng cũng không thể để anh ra đi vào năm cuối của hợp đồng cũ. Thêm nữa, việc tìm người thay thế trong thời buổi này cũng hết sức khó khăn. Nhưng đây không phải lần đầu Ter Stegen đặt Barca vào thế khó. Năm 2016, anh từng ra tối hậu thư, chọn anh hoặc Claudio Bravo. Đội hình hay nhất Serie A 2019-2020 có Smalling vắng Lukaku và bất ngờ Ronaldo. Chuyên trang thống kê WhoScore mới đây đã đưa ra đội hình tiêu biểu của Serie A 2019-2020 trước khi giải đấu bị tạm dừng bởi Covid-19. Khá bất ngờ khi Romelu Lukaku không có mặt, Ronaldo kém điểm một người trong khi Jude Smalling được vinh danh. Giải vô địch quốc gia Italia đã bị hoãn từ tháng 3 và khó lòng sớm trở lại. Tại Serie A, Juventus đang dẫn đầu bảng với 63 điểm, nhưng chỉ hơn đội xếp thứ hai là Lazio đúng 1 điểm. Trong khi đó, đội bóng cạnh tranh với lão bà hồi đầu mùa giải là Inter Milan cũng đang tụt dần lại phía sau với 9 điểm kém hơn. Dù giải đấu còn tới 13 vòng nữa mới kết thúc, nhưng đội hình xuất sắc nhất mùa giải cũng đã phần nào được định hình dựa theo thống kê của WhoScore. Đội hình được sắp xếp theo sơ đồ 4-4-2 và khá bất ngờ khi Cristiano Ronaldo không góp mặt. Và siêu sao người Bologna đã có 21 bàn và 3 kiến tạo sau 22 lần ra sân cho Juventus ở mùa giải này. CR7 đặc biệt thăng hoa sau khi bước sang năm 2020 và có tới 9 lần được WhoScore bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với số điểm trung bình cao ngất ngưỡng là 7,9. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn phải nhường lại vị trí trên hàng công cho hai cái tên Ciro Immobile của Lazio và Josip Iličić của Atalanta. Immobile đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 27 bàn sau 26 lần ra sân cho Lazio. Trong khi đó, Iličić đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp với 15 bàn và 5 kiến tạo sau 22 trận và là cầu thủ có điểm số trung bình cao nhất Serie A tính cho tới thời điểm hiện tại là 7,95.
Không thể xếp Ronaldo đá tiền đạo, Husko đã để siêu sao người Borussia ở vị trí tiền vệ cánh trái trong đội hình tiêu biểu. Một điểm đáng chú ý là không một trung vệ nào của Juventus xuất hiện trong danh sách này. Hai người đồng đội của CR7 góp mặt là hậu vệ cánh phải Juan Cuadrado 7,06 điểm và thủ thành Szczęsny 7,14 điểm. Hai lá chắn thép trước mặt thủ thành người Ba Lan là những cái tên khá bất ngờ, Chris Smalling của Roma và Francesco Acerbi của Lazio. Cả hai đều đã qua tuổi 30 nhưng vẫn cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Một cái tên khác của Lazio góp mặt trong danh sách này là tiền vệ Luis Alberto 7,69 điểm. AC Milan chỉ có một cầu thủ lọt vào danh sách là hậu vệ cánh trái Theo Hernandez 7,18 điểm. Người cúc MU cảnh báo De Ligt chớ rời Juve để sang Old Trafford. Trong lúc đang có nhiều nguồn tin khẳng định, ban lãnh đạo Manchester đang tìm cách đưa trung vệ Matthijs De Ligt vào Old Trafford. Đồng hương của cầu thủ này là Jaap Stam lại tuyên bố chốt chặn của Juventus không nên thay đổi câu lạc bộ trong tương lai gần. Thực tế thì những tin đồn về việc MU theo đuổi De Ligt đã xuất hiện trước khi cầu thủ 20 tuổi này rời Ajax để chuyển sang Juve hồi mùa hè năm ngoái. Bây giờ tin đồn tương tự lại đồng loạt rộ lên sau khi De Ligt gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường bóng đá Italia. Bình luận về tình cảnh hiện nay của cầu thủ mới đá chính 15 trận ở Serie A mùa giày, Stam, cựu trung vệ lừng danh từng có 3 mùa giải thi đấu rất thành công cho MU cho biết: "Tôi nghĩ De Ligt sẽ ở lại Juve thêm nhiều năm nữa. Đơn giản, đó là cách duy nhất để cậu ấy hoàn thiện bản thân. Chỉ có đương đầu với những tiền đạo nguy hiểm nhất trong môi trường có áp lực cao như ở những trận đấu quan trọng tại Champions League và Serie A thì De Ligt mới tiến bộ được. Gần đây De Ligt có phải nhận một số lời chỉ trích, nhưng đó cũng là dễ hiểu bởi cậu ấy phải học cách thích nghi với môi trường bóng đá hoàn toàn khác. De Ligt vẫn còn trẻ nhưng đã chơi cho Juve là nơi có sức ép lớn hơn nhiều so với sức chịu đựng vốn có của cậu ấy. Hồi mùa hè năm ngoái, Juve đã đầu tư một khoản tiền lớn vào De Ligt. Có ý kiến cho rằng họ quá hào phóng, nhưng theo quan điểm của tôi thì cậu ấy đã làm tốt công việc của mình. Có lẽ kinh nghiệm sẽ giúp De Ligt tự tin hơn vào bản thân. Cậu ấy chỉ cần học tiếng Italia để giao tiếp tốt hơn với các đồng đội là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Bên cạnh đó, De Ligt cũng nên học tập Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Họ là những trung vệ tốt nhất ở Italia, nên có thể dạy cho cậu ấy nhiều bài học bổ ích về nghệ thuật phòng ngự", Stam kết luận. Số 10 nước Anh lên tiếng về việc gia nhập MU. Tiền vệ James Maddison là một trong số những mục tiêu hàng đầu của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer trong công cuộc tái thiết MU. Tuyển thủ Anh James Maddison từ lâu đã được liên hệ để chuyển đến Old Trafford, ngôi sao 23 tuổi được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công của Quỷ Đỏ ở mùa giải tiếp theo. Tài năng của Maddison đã được báo giới ca ngợi là số 10 hay nhất nước Anh. Tuy nhiên, nhạc trưởng của Leicester mới đây đã khiến người hâm mộ Quỷ Đỏ hết sức thất vọng khi khẳng định tương lai của mình tại sân King Power, qua đó đóng sập cánh cửa chuyển đến Manchester United. "Mới 4 năm trước, tôi còn bị Norwich đem cho mượn tại Anfield. Và giờ đây tôi được ra sân mỗi cuối tuần tại Premier League. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn", Maddison chia sẻ. "Hai năm qua tại Leicester thật tuyệt vời. Tôi yêu từng giây phút đó. Tôi cảm thấy Leicester như ngôi nhà của mình. Tôi cảm thấy bản thân mình đang là một phần của đội bóng tôi yêu", tuyển thủ Anh nói thêm. Với thông điệp đã chia sẻ, tuyển về người Anh gần như sẽ không chuyển sang khoác áo Quỷ Đỏ, ít nhất là trong tương lai gần. Trước động thái này, Quỷ Đỏ nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang những tiền vệ tấn công hàng đầu khác như Jack Grealish của Aston Villa hay James Rodriguez của Real Madrid. "Thời gian của tôi ở Barca vẫn chưa kết thúc. Tiền vệ người Brazil Arthur Melo đã sớm dập tan những tin đồn về việc anh có thể rời Barcelona ở kỳ chuyển nhượng tới đây. Gia nhập Barcelona từ câu lạc bộ quê nhà Grêmio vào mùa hè năm 2018, Arthur Melo đã trở thành nhân tố quan trọng cho hàng tiền vệ đội bóng xứ Catalan, đánh bật cả người đàn anh Ivan Rakitic. Mùa giải năm nay tuyển thủ Brazil vắng mặt khá nhiều vì chấn thương, nhưng khi khỏe mạnh, anh vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các huấn luyện viên Blaugrana. Dù vậy, thời gian gần đây đã xuất hiện tin đồn Arthur có thể bị Barca đưa vào thỏa thuận mua Lautaro Martinez của Inter Milan nhằm tiết kiệm phí chuyển nhượng. Tiền vệ 23 tuổi được cho là cái tên mà huấn luyện viên Antonio Conte bên phía Nerazzurri rất thích. Tuy nhiên, bản thân Arthur lại không có định rời Barca trong tương lai gần. Trong buổi trả lời phỏng vấn với Gazzetta dello Sport, đích thân ngôi sao người Brazil khẳng định mình muốn gắn bó lâu dài với gã khổng lồ xứ Catalan. "Inter, họ được quan tâm là một vinh dự, nhưng thời gian của tôi ở Barca vẫn chưa kết thúc. Khi một cầu thủ được những câu lạc bộ lớn với huấn luyện viên tuyệt vời, cùng đội hình ấn tượng như Inter để mắt, thì đó luôn là niềm vinh hạnh. Tuy nhiên, trong tâm trí mình, tôi chỉ tập trung hoàn toàn cho Barcelona. Tôi rất hạnh phúc tại câu lạc bộ cũng như thành phố Barcelona. Thú thực, tôi thấy mình sẽ còn ở đây nhiều năm nữa. Tôi cảm thấy sung sức sau quãng thời gian phục hồi và không thể chờ đến ngày các giải đấu khởi tranh trở lại. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ tới lúc này." Hiện Arthur vẫn còn hơn 4 năm hợp đồng với Barca, cùng mức phí giải phóng trị giá tới 400 triệu euro. Đây sẽ là rào cản khiến các câu lạc bộ muốn có ngôi sao phải bất lực theo đúng nghĩa đen.
Lasry bị sa thải vì không liên lạc với câu lạc bộ. Những điều tồi tệ liên tục đến với Sami Lasry vì thói vô kỷ luật của tiền vệ được từng coi là thần đồng của bóng đá Pháp. Theo Daily Mail, tiền vệ người Pháp đã không liên lạc với Anderlecht trong thời gian cách ly sau khi tới Dubai du lịch. Đội bóng Bỉ yêu cầu các cầu thủ báo cáo cụ thể về lịch trình di chuyển kèm theo khóa biểu luyện tập. Các cầu thủ của đội bóng Bỉ đều thực hiện tốt quy định này, chỉ trừ Lasry và Anderlecht quyết định sa thải tiền vệ người Pháp. Trước khi gia nhập Anderlecht, Lasry rơi vào tình cảnh thất nghiệp khi Aston Villa không ký tiếp hợp đồng với tiền vệ này. Tuy nhiên, đồng đội cũ tại Man City của Lasry là Vincent Kompany đã chủ động giúp đỡ khi yêu cầu đội bóng mang anh về. Tính đến lúc này của mùa giải, Lasry thi đấu 8 trận cho Anderlecht và mới chỉ có 2 bàn. Anh gặp 2 chấn thương nặng và nghỉ thi đấu từ tháng 10/2019. Theo Transfermarkt, Lasry được định giá 1,44 triệu bảng. Tiền vệ người Pháp nổi danh trong màu Marseille và được Arsenal chiêu mộ vào mùa hè 2008. Sau đó anh chuyển tới Man City và giành 2 chức vô địch Premier League. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhấn chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào, bye bye.